Xin lỗi anh em nha, đây nha. Tụi em thành lý ba con bội bẫy đấu nha. Chuẩn bẫy đấu 100% chim gốc điện tử nha anh em nha. Kè là chơi. Có một con bộ to yếm đậm gấu lắm, kè nhưng mà. Còn nên đến chơi bung xòe tí lát em sẽ quay em mới kẹp chim ở đây cho anh em xem nhé anh em nhé. Bao chơi bao phê luôn. Thành lý ba con 2 triệu nha anh em nhé. Giá buổi 3 con 2 triệu luôn. Anh em thích xé lẻ thì em có xé lẻ nhé. Xé lẻ cái con đầu đàn này thì nó hơi đắt tiền thôi. Còn anh em lấy cả 3 con thì em lấy 2 triệu.